Xin chào cả nhà nha. Hôm nay mình lên cho cả nhà mấy cặp Malaysia nè. Chim biết ăn cứng cả nhà, chuẩn bị chỗ cườm. Chim là mình có đeo khoen đầy đủ cả nhà. Cặp là làm giống theo cặp nha. Malaysia ở trong này thì có thúc gù nè, gù di chuyển với chiêu gù. Cả nhà ai có nhu cầu thích loại nào thì mình lấy loại đó nha. Chim biết ăn cứng. Trại mình thì ở gần Phà Cò Lãnh Lấp Dầu Tháp nha. Nếu mà anh em nào ở gần á thì lại xem trực tiếp nha. Còn ở xa thì mình có gửi trên xe nha. Zalo mình là 0368213731. Cả nhà ai có nhu cầu thì kết bạn Zalo mình tư vấn nha. Malaysia chim biết ăn cứng. Mình ship được là khu vực miền Tây, Sài Gòn, Bình Dương, Bình Phước, Phan Thiết, Ninh Thuận, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Tây Ninh này kia. Hoặc là chỗ nào mà có xe tới luôn á là mình vẫn gửi ok nha. Do là số lượng nhiều, thành ra là mình không có lấy từng cặp ra quay hết được là được nha. Chim là mình đúc từ 10 ngày tuổi tới biết ăn cứng cả nhà, cho nên là rất là dạng cả nhà, chứ không có thừng, chứ không có nhát như chim bổi nha. Đúc từ 10 ngày tuổi cho tới hiện tại luôn. Tất cả là mình đều đúc từ nhỏ hết nha. Không có cái nào mà để cho bố mẹ đúc hết á. Để cho chim bố mẹ đúc á. Tới lớn nó nhát dữ lắm. Tới giờ hiện tại là vẫn còn đòi ăn nè. Do là cái điện thoại mình để kế bên quay nè. Thành ra là mở đèn led á. Hơi sợ. Ở trong này tại vì nó hơi tối đó. Phải mở đèn led lên đèn cho sáng. Cả nhà ai có nhu cầu mà mình về nuôi ghép sinh sản nè. Hoặc là nuôi lớn đi tập mồi đều ok hết. Chim là mình bảo hành Malaysia cả nhà, bao bài bản cả nhà. Rồi chào cả nhà nha, cảm ơn cả nhà đã xem video. Ai có nhu cầu kết bạn Zalo mình tư vấn nha. Chim rất là thần luôn.